Thưa quý vị và các bạn, dọc theo tuyến biên giới trải dài giáp với nước bạn, nhiều chốt kiểm soát dịch COVID-19 của lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh được thành lập tại những vị trí huyệt mạch giao cắt với những đường mòn lối mở nhằm ngăn chặn việc qua lại biên giới trái phép. Xác định cuộc chiến với dịch COVID-19 sẽ còn lâu dài, những cán bộ chiến sĩ biên phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn vất vả, bền bỉ và vững bước trên những tuyến đường tuần tra để giữ sự bình yên nơi vùng biên, hạn chế dịch bệnh xâm nhập vào địa phương. Trên tuyến biên giới Việt Lào có 19 chốt chống dịch COVID trải đều từ A Roang đến Hồng Thủy. Các chốt đa phần cắm tại vùng hiểm trở, có nhiều đường mòn lối mở, cách xa khu dân cư nên sinh hoạt của chiến sĩ ở đây hết sức khó khăn. Chốt bảo vệ biên giới và phòng chống dịch bệnh số 1 của đồn biên phòng Hương Nguyên đóng quân tại thôn Hương Sơn, A Chi, xã A Roang, huyện A Lưới, nằm cách xa khu dân cư khoảng 2 giờ đi bộ. Tại đây có hai lực lượng là bộ đội biên phòng sở tại và lực lượng bộ đội của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường cùng dân quân du kích địa phương. Dù khó khăn vất vả nhưng đến thời điểm này họ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để xảy ra tình trạng nhập cư trái phép. Giữa đồn biên phòng Hương Nguyên ở chốt số 1 đang đứng chân tại thôn A Chi Hương Sơn, thì qua sự phối hợp giữa chính quyền địa phương có ban chỉ huy quân sự tỉnh và ban chỉ huy quân sự xã là về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, là đến giờ phút này tại địa bàn thôn A Chi Hương Sơn là làm tốt công tác là phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi nhập cảnh trái phép. Trên tinh thần đảm bảo tuyệt đối không để các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép theo các đường mòn lối mở trong rừng, ngay cả trường hợp thăm thân cũng không được phép. Trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, thời gian qua các đơn vị bộ đội biên phòng đã chủ động nắm chắc tình hình dịch bệnh ở ngoài biên, khu vực biên giới để áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hướng dẫn của Bộ Y tế. Các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xuất nhập cảnh qua lại biên giới, nhất là các đường mòn lối mở, đường qua lại tạm thời, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan. Đồng thời thường xuyên thống kê cập nhật số lượng người qua lại biên giới. Trên cái tinh thần đó thì anh em cũng xác định được nhiệm vụ của mình là đây là nhiệm vụ chung của cả đất nước và cũng là một phần trách nhiệm của cá nhân và bản thân như chúng tôi là người chiến sĩ cách mạng. Mình giữ để ngăn chặn về dịch bệnh là đối với tinh thần anh em là cùng hăng hái lên để cùng với biên phòng để ngăn chặn để đẩy lùi COVID. Quan tâm tạo điều kiện cho lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát tại các điểm xung yếu trên tuyến biên giới, Bộ Chỉ huy Biên phòng Thừa Thiên Huế đã trang cấp cho mỗi chỗ quản lý bảo vệ biên giới phòng chống dịch bệnh COVID-19 một bộ đầu thu kỹ thuật số mặt đất với tổng trị giá trên 100 triệu đồng để các chiến sĩ kịp thời cập nhật thông tin tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, góp phần ngăn chặn dịch bệnh trên tuyến biên giới có hiệu quả.